cư đông đúc ở ngoại ô thành phố. Ngôi nhà nhỏ nổi bật lên với khu vườn xanh mát này chính là địa điểm dừng chân tiếp theo của gia đình tài tử. Và người phụ nữ đang mở cửa chào đón sứ giả chính là trưởng đoàn Vũ Thị Ngọc Hoa, 39 tuổi. Công việc hàng ngày của chị là may đồ gia công tại nhà cùng với mẹ ruột là bác Lưu Thị Thay, 59 tuổi, kết hôn với em gái chị Hoa và trở thành người đàn ông duy nhất trong gia đình chính là anh Mai Thành Đại, 29 tuổi. Chị Hoa có hai cô em gái vui tính là chị Vũ Thị Uyên Phương, 34 tuổi và Vũ Thị Phương Loan, 25 tuổi. Tuy không sống chung nhà nhưng luôn gắn bó với mọi hoạt động của gia đình là cô em dâu Trần Thị Hoa, 34 tuổi, cùng hai cháu họ là Vũ Thanh Sang và Trương Thị Ngọc Yến. Nhiệm vụ đầu tiên đã xong, thế nhiệm vụ thứ hai là giao thử thách nè. Nhưng mà mình giao thử thách liền bây giờ thì nó không có vui. Vậy ra gia đình mình thử đoán thôi. Đoán coi sứ giả sẽ đem thử thách gì mà phù hợp với gia đình mình. Anh nghĩ chắc đây là thử thách để cho mối khác thì nó phù hợp hơn. Đúng rồi, tại vì nhà mầm non với lại trẻ nhỏ nhiều. Còn có ai có ý kiến gì khác không? Chắc đồng đội nó hợp lý hơn đó sứ giả. Đồng đội. Bất ngờ luôn. Chơi ném bóng. Đúng không ạ? Chạy xe. Bẹp xe. Nhưng mà gia đình mình cũng đoán được có 50% thôi. Muốn biết 50% còn lại sao thì bây giờ sứ giả mời cả gia đình mình ra cái nơi mà sứ giả đã sắp xếp sẵn hết rồi. Rồi mời cả nhà cùng đi. Yeah. Ngồi vững nha, ngồi vững nha. Thử thách dành cho gia đình. Wow. Wow. Gia đình mình đoán thử xem nào, thử thách là gì nè. Này chắc bowling quá à. Hả, bowling hả? Chắc đánh gôn quá à. Đánh gôn, người đánh gôn, người bowling. Rốt cuộc là cái gì ta? À đây, trời ơi, sứ giả quên, xin lỗi. Đây, thiếu. Rồi đó, giờ mới đầy đủ á. Rồi, đó, đây, đầy đủ toàn bộ đạo cụ. Không. Xe đạp chậm rồi, các bạn ơi. Xe đạp chậm hay là xe đạp siêu tốc hay là bowling? Thôi thì mình úp mở chi nữa, mời đại diện gia đình. Thử thách xe đạp chậm. Người chơi phải chạy xe đạp trong thời gian 50 giây trên một đoạn đường dài 5m, ngang 1m. Phần thi thất bại khi chân chạm đất trước khi về đích hoặc xe về đích trước thời gian 50 giây. Lưu ý, thời gian về đích được tính khi bánh trước cán vạch đích. Vậy là mọi người hiểu rõ đúng không? Đây, em thử trước. Mời. Không chạm chân xuống nha. Không chạm chân xuống. Cố lên. 50 giây nha. Sắp tới đích rồi. Nhưng mà bao nhiêu giây? 15 giây á. Đúng không? Đúng rồi, hay quá. Đúng, lắc qua. Lắc trở lại. Đúng rồi, lắc trở lại. Hay quá, lắc qua. Đúng rồi. Ê, được, coi chừng. Lắc lại. 21 giây. Bắt đầu. 1, 2, 3. Chú Đại ơi, cố lên. 13 giây đã chạm chân xuống rồi. Hy vọng là cả gia đình mình sẽ có một tuần luyện tập thật là vui vẻ và thành công. 1, 2, 3.